Chào các bạn, trong clip này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một kim tự tháp gọi là siêu năng lượng thế hệ thứ 3. Cái kim tự tháp này được tôi đánh mã 09. Đây là cái loại mà tôi sẽ dùng để truyền khí, hỗ trợ chữa vong, đẩy vong tà ma, cũng như là hỗ trợ tu tập nâng cao sức khỏe từ xa. Cái này đúng ra thì đến chiều nay nó mới khô hoàn toàn và nó mới thực sự mạnh. Tuy nhiên là đây vẫn hơi sờ vào nó vẫn hơi mềm mềm một chút, thì nó cũng năng lượng nó vẫn chưa ngưng tụ hết lại đâu. Nhưng mà thôi, tôi cứ làm kiểm tra trước cho các bạn xem. Lúc nó khô cứng lại thì năng lượng nó còn mạnh nữa. Đây là vẫn gọi là kim tự tháp non. Cái này nó sẽ đến chiều nó sẽ tự khô cứng lại nữa thì nó còn mạnh nữa. Trong này có mười mấy loại linh phù luôn các bạn, nên năng lượng nó rất là cao. Cái linh phù thế hệ thứ nhất của tôi chỉ có 4-5 loại linh phù, thì ở đây có hàng chục loại. Đây là các cái hình các bạn có thể xem được. Đẹp quá các bạn. Mặt này vẫn có chữ Học viện Phong thủy Ngũ hành. Thì nó hơi mềm nên chỗ này là mình sờ nhẹ tay. Đây là phù cầu duyên mạnh nhất tôi cho vào đây này. Đồng tiền Đức Phật cũng có này, Mai Hoa Thuần Việt cũng có này. Bây giờ tôi sẽ đo cho các bạn xem nhé. Đây, dưới này là các bạn nhìn thấy bên ngoài là linh phù Thái Thượng Lão Quân, và bên trong cái đồng Mai Hoa Thuần Việt tôi để cách một lớp. Đấy. Đây, tôi sẽ để góc này tôi đo cho các bạn xem. Dừng đến 2 vòng xong nó dừng ở cái điểm chéo này. Nó quay 2 vòng rồi nó dừng lại ở cái điểm này. Tức là trước là quay 1 vòng này, nhưng cái này nó quay tận 2 vòng. Giật lại quá thì nó giật lại đúng cái điểm này. Đấy, nó đến đúng cái điểm này thì tôi sẽ đánh dấu cái điểm này. Tôi lấy điểm này tôi chụp lại cho bạn. Tôi cho các bạn xem cái hình này là nó quay được 2.5 vòng, ước tính là 500 tỷ vô bit. Các bạn đã thấy cái sức mạnh của kim tự tháp 500 tỷ vô vít kinh chưa? Nó rất là mạnh, mà đây mới là đang ở cái dạng vẫn còn là khí nó chưa cô đọng lại các bạn nhé. Nhưng mà tôi cứ đo đã, và bây giờ tôi phải úp nó lại cho nó khô nốt chiều
chiều nay mới bỏ hẳn ra được, để vào đúng vào trong khuôn này để cho nó ngưng kết tiếp. Tuy nhiên là tôi cứ lấy ra đo sớm cho các bạn thấy là nó đã được 500 tỷ Bovit, rất là mạnh. Và nếu mà theo cái trường phái UPL gì mới thì nó cũng cả tỷ UPL, rất là mạnh. Ở đây là tôi mới cho các bạn xem những cái thế hệ thí nghiệm về kim tự tháp từ thấp đến cao, và tôi sẽ làm thêm một phiên bản thấp nữa để thứ tư là thấp nữa, hạ giá thành nữa, và sau đấy thì tôi sẽ mua thêm một vài cái kim tự tháp trên thị trường để tôi làm một cái thí nghiệm so sánh đối chiếu, là xem là những cái kim tự tháp nào có thể kết nối với nhau và có thể phát đi được cái trường khí thực sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.